Mình Thanh Nhi chào tất cả các bạn nha. Chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ẩm thực Thành Vlog. Hôm nay bà xã mình có tài trợ mình một số cua. Mọi người, cua này là cua Cà Mau nha mọi người. Quá to luôn. Quá đẹp, còn sống luôn nè mọi người. Chảy chịu không nổi luôn. Giờ bắt đầu mình là gây mê cua nha mọi người. Mấy cua thì mình dùng dao này nè, mình đâm vô đây nè, đâm đây là nó xỉu á mọi người. Rồi bắt đầu mình luộc sống á thì vẫn cũng vẫn được, mà nó sẽ những cái càng này nè nó sẽ bị gãy hết, nó không thấy ngon và đẹp. Mà giờ mình gây mê nó như vậy, mình luộc là nó còn nguyên luôn nha mọi người. Đây mình vừa gây mê mấy con cua này nha mọi người nè. Đây là mình đâm vậy nè, mình đâm vô đây nè, không có người là đâm vô đây là cua nó sẽ bất tỉnh và xỉu luôn, coi như là nó như chết rồi mọi người. Mình luộc nó không có ruột càng nha. Giờ bắt đầu mình sắp vô mình hấp. Bữa nay mình làm món này là mình hấp hấp sả nha mọi người. Giờ bắt đầu mình cho miếng nước vô. Đây, mình hấp trên cái dĩ này nha mọi người. Rồi bắt đầu giờ mình xả này là mình đâm sẵn rồi nha mọi người, giờ mình sắp vô. Sắp đây đẹp không? Xả quá à. Hả? Ừ, được rồi. Rồi, giờ bắt đầu mình sắp cua vô nha các bạn. Biết đủ không nữa, nhiều cua này có 3 ký cua này mọi người ơi. Yeah, wow. Mình sắp sao cho nó hết luôn. Gãy hết cái càng luôn rồi. Rồi, cho vào hết càng, cho vô luôn. Hồi chiều là mình hấp nước dừa nha, chứ không phải là hấp này, nhưng mà tại vì trời mưa bão quá mình chưa không mua được dừa mọi người, giờ mình hấp đỡ này. Rồi bắt đầu mình đem đi hấp nha mọi người. Giờ cua mình đã sắp xong rồi, bắt đầu mình bỏ lên bếp, mình đậy nắp lại nha mọi người. Rồi giờ bắt đầu mình hấp. Giờ bắt đầu mình làm chén muối tiêu ớt nha mọi người. Sắc ớt mỏng mỏng rồi. Chắc vậy được hả? Ừ. Mấy trái đây? Hai trái vậy ha. Hai trái, ba trái gì thôi. À, bữa nay làm cái nồi này là thấy chất lượng. Cắt ớt chống đầu bếp không? Được rồi đó. Rồi mình giờ mình cho tầm 3 muỗng muối nha mọi người. 3 muỗng cà phê. Muối vô. Rồi đưa ơi. 3 muỗng thì nhiều quá. Này tiêu nha mọi người. Tiêu mình này mình xay rồi. Bỏ vô. Tiêu bỏ nhiều ngon.
được chưa? Rồi rồi rồi. Rồi trộn đều lên. Quá chứ mua tiêu nè. Có miếng một hộp luôn cho ngon. Ồ, ngon. Ít thôi nha, nhiều quá ngon. Tiết thôi. Cho 20 hộp. 20 một cái bột ngọt chưa nha mọi người. Mình đếm á. Đếm đủ 20 là được, còn dư nhiều quá không được. Rồi bắt đầu giờ mình sắp tắt vô. Chọt chọt ra đường lóng á. Trái tắt nữa được. Trái hồi nó khô không ta? Để trừ hao đi. Chợt chợt thôi. Trái hồi nó khô nước. Tắt. Tiêu. Quá ngon. Qua giờ cua nó chín rồi nha mọi người. Giờ bà xã mình sẽ gấp cua ra. Ra mâm nha mọi người. Thì bỏ cái mâm chứ giờ bỏ vô cái dĩa cũng không được. Thơm lắm mọi người. Nghe mùi đói quá. Đây mọi người thấy không? Nó sôi ục ục ục, gạch cua mà nó trào ra luôn. Này cua là cua ém vuông chứ không phải là cua gạch mình nha mọi người. Cua ém vuông. Đó, cái lật cua là giới thiệu mọi người. Cua ém vuông là cái mai này nó nhỏ lắm mọi người, còn cua mà cua cái mà cua bự là nó sẽ bự hơn. Cái cua ém vuông này mình phải phân biệt để mọi người không biết ra nói ồ sao con cua này đi chợ mà nó con cua này sao nhỏ quá vậy. Không phải, thật ra này là cua ém vuông nha mọi người. Quên tắt bếp. Đắp từ nãy giờ quên tắt bếp. Cua ém vuông á là nó nhỏ hơn cua thịt mình nha mọi người. À, trời ơi con cua nhìn thấy thấy thèm luôn, trời ơi kìa trời. Trời ơi. Hoàng đế người ta chà bá cua này nhỏ xíu. Ủa còn này 8 lạng luôn. 8 lạng con. Đó. Ghê vậy. Dính miếng xả kìa. Quá, wow, mọi người thấy không? Cua đây. Bốc khói nóng thổi luôn. Trời. Con cua có nước xỉn như uống rượu luôn. Xỉn rượu. Quá đã. Người thấy quá tuyệt vời không? Bữa nay ăn tới cua luôn rồi mọi người. À, giờ Thành mời tất cả mọi người cùng chung ăn cua cùng với gia đình Thành nha. Quá ngon luôn rồi, nhìn cua nè. Cua này gãy càng rồi nè. Đây mọi người. Quá đẹp. Bây giờ mình thưởng thức con mình trước. Ở cái con to đi. Mời mọi người miếng cua nha. Rồi, con ém vuông. Này ém vuông nha mọi người. Mình giờ mình thưởng thức con ém vuông này trước. Mình coi nó ngon không? Quá đã luôn mọi người. Đây, trời ơi, ba văn à. Quá đã. Cua thì nó chắc. Thành mời tất cả mọi người nha. À. Quá ngon. Cua chắc ghê lắm. Nhỏ không thì có vỏ. Nè bẻ kem cái càng. Cần dưới đây. Dưới đây. Đó. Cần. Bẻ nè, đập mới được. Cần bự lắm. Thì con cắt cho con.
thôi thôi cứng. Không được, không được. Cua mà đập. Nhìn ta ăn cua nè. Ây da. Thử răng sắt được chứ. Gãy răng quá. Rồi chảy máu luôn mọi người. Ăn cũng không lên hình. Chảy máu luôn rồi. Cua đâm. Mà mọi người miếng nữa nha. Nãy mình đâm cua giờ nó cua đâm mình á mọi người. Nãy đâm cua giờ cua đâm mình trả thù. Từng con nào ok. Ê trời. Này nói chung là cũng nhờ răng thiệt á mọi người, răng giả thì chắc cũng ăn cua nó không được. Thì chắc chưa. Đây.
Mời tất cả mọi người nha. Quá đã luôn mọi người. Quẹt 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 vô. Cứng quá, sắp hết nổi rồi. Ăn hơi dưa tay người, ngon dữ lắm. Ăn chịu dơ chứ. Hãy rửa tay cho. Nhiều lắm mọi người. Bây giờ mình ăn cua to đi. Nhìn thấy ngán. Bắt lên nè. Rồi. Trời ơi, cứng quá mọi người. Trời ơi, thịt quá trời thịt luôn. Quá mọi người. Dưa thịt, dưa chặt. Quá gạch. Chắc ghê lắm. Ăn mút 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 về kì á. Cua này là mình phải ăn tay không thôi mọi người, không có nào mình dùng dùng nĩa hay dùng muỗng gì được. Ồ má ơi, cua gặp không. Oh my god, con này cua gặp không trời, ngon dữ trời. Trời ơi, cái gặp cua nó ngon nó béo quá. Cái chân nào chân nấy nè mọi người thấy không, cái chân. Nó có gạch mà mình tin. Nó có gạch mà. Thường yếm vuông là ít gạch chứ. Gạch dễ luôn. Yếm vuông là ít gạch mà. Dám này lên vuông mu luôn. Yếm vuông mà không gạch thì con nào gạch. Đây, một cái đùi. Mời mọi người miếng gạch cua nha, trời ơi nó ngon. Đây đập chưa? Ôi trời. Nhẹ nhẹ thôi. Đập bay luôn à. Kéo nhẹ hết rồi. Quá tuyệt vời. Chiều cân 3kg mấy? 3kg mốt. Rồi 3kg mốt hai người ăn xỉn luôn mọi người. Đấy, hai vợ chồng ăn 3kg mốt của. Còn quá rồi. Nãy giờ ăn chưa được nửa mâm. Chi nhê gì. Mình còn hơn đi ăn buffet cua đó mọi người.
có buffet cua là 10.000 ăn lần. Đây làm gì vậy? Ai mà dám làm buffet cua? Lỗ chết. Cua gì mà không thông. Quá đã luôn. Trời ơi, cục thịt nào, thịt nấy à mọi người thấy. Nút cái ớt. Đúng vậy đó. Cua gượt. Cua dí. Ủa hết cua hả? Xong đi đồng răng giả luôn. Dạ. Cũng vung ghê đó. Cũng sướng. Sướng cũng ghê ấy. Chắc ghê trời. Thật tới thật tương hồi anh cua nó chắc. Cái này nó hôi à.
sinh nhật tự nhiên mình hơi nhỏ đây à. Em bỏ. Trời ơi, ui cắn thật. Dính vô cái vỏ luôn trời. Ồ, chà bá luôn, quét. Quá trời mồi tất cả mọi người nha. Gặt cua nữa không? Gặt tới gặt luôn. Thưa con gặt. Tất cả mọi người. Con này gặt nhiều lắm. Dạ. Yeah. Ăn ăn nữa. Ngào quá. Ngào quá. Wow. Trời ơi, mọi người thấy không? Gạch gạch vàng khe không? Gạch vàng khe luôn nè mọi người. Trời. Ngon. Trời. Mọi người miếng nữa nha, rồi rụng càng rồi. Mọi người miếng nữa nha. Không. Gạch. Ngon. Ngon chắc. Cua muốn lột luôn rồi. Cha mẹ đã có ăn nhớ. Muốn lột luôn à. Móc ra cho mọi người xem cái cục gạch nó nè. Mọi người, cục gạch thấy không? Quá trời. Mấy cái này ăn được đúng không? Được. Chú à? Ừ. Sập sập kìa đó. Không được, không được khói. Chắc cô bỏ gì đó, đau bụng. Ngon quá. Cô quá tuyệt vời luôn. Đây. Ngon đứt tay rồi. Mọi người gạch mà dàn khè luôn mọi người. Béo phun bẹt bẹt quá trời. Gạch béo dữ lắm. Để mình lấy những đùi chứ. Trời ơi, đất. Đùi. Ừ, cái đùi cái cua. Đùi cua thật tới thật. Quá đã, quá đã. Trời ơi, thịt miếng nào miếng nấy, tét ra, tét ra. Quá đã không? Thịt quá trời. Ngán chưa? Chưa đâu. 31 ăn mới 2 kg à.
Bữa nay thuê cua luôn không mọi người? Quá đã luôn không? Con nào nó gặp vậy? Ế đó đi anh. Nó chắc gì mà ớn thật. Trời ơi. Chuyện chăn cái gặp gì? Chăn cái gặp mắt. Mọi người thấy không? Cua mình như vậy nè. Ăn mấy mấy đã luôn mọi người. Béo ngậy. Nãy giờ mình chưa hết cua luôn. Quá cua. Quá thật. Hai người quất 3 cái cua. Kiểu này ít quá. Mười ký mấy cua không? Quá. Nào không đánh mượn hai cái bơi lắm. Bơi bơi bơi. Mời mọi người miếng nữa đi. Rồi giờ Thành mời tất cả mọi người nha. Quá trời luôn rồi mọi người. Ngon dữ chứ thế mọi người quá. Ngay con giỏ luôn. Đánh nắp đi kìa. Đâu. Lừa ra. Hay ăn được gà. Ăn được cua hơn ăn được gà. Rồi tắt con này nè. Wow. Cua này cũng không ngon mà mấy cua nãy này mình tất cả mọi người. Thì chỉ có một màu khác nhất. Loại thi ta. Ui dạ. Ngon quá. Nồi mang đi. Rồi mình ăn cái mu nè. Nè mọi người thấy không? Gạch nè. Gạch nó phần này nè. Đó. Đổi nha mọi người. Wow, một cục gạch luôn. Mọi người thấy không? Chấm vô đây. Mập. À, cái cà nữa. Cứng quá đi. Thank you.
ăn cua này có nhiều vị luôn á. Rồi muốn 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 móng tay ngọt. Nói chung là cua ngọt lắm mọi người. Cua chanh cay cua ớt. Cua ngọt. Béo cua vị gạch. Tình đeo một me đủ vị đắng ngọt. Có thêm móng tay mút nữa. Rồi ăn mút mút với lèo luôn. Ăn cua nhiều quá bệnh nha mọi người. Một lần mà mọi người ta nói hai chồng mà ăn, ăn cua mà giống mút mút cái tay giống ăn cua mút quá. Tay mút. Chứ không phải là ăn cua. Ăn cái mút. Đầu còn mua nước ngọt uống rồi. Nó nhất kỳ lắm. Say cua vậy. Quay đang quay đúng không trời. Ăn cua bị say luôn. Quay gì cái chồng chấm. Vì cánh quạt ăn ít quá. 2 ký. 3 cái cua. 2 người ăn còn có con cua. Cái cua. Thành kết thúc video tại đây. Đây là những gì mà hai vợ chồng muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Thành một cái đăng ký để xem những video tiếp theo của Thành. Hôm nay Thành chúc tất cả các bạn có một ngày, một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình của mình. Và bây giờ xin chào và tạm biệt mọi người. Bye bye.